Chiều ngày 30 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam TKV nhằm kiến nghị xây dựng và sửa chữa một số hạng mục công trình để đảm bảo an toàn giao thông, tiêu thoát nước, vệ sinh môi trường tại một số xã phường có liên quan đến hoạt động sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ than. Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì buổi làm việc. Về dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, lãnh đạo các đơn vị ngành than trên địa bàn. Đoàn đã dành thời gian đi khảo sát hiện trạng, xem xét hiện trạng thực tế tại 5 xã phường có liên quan đến tuyến đường chở than trên địa bàn, bao gồm phường Vàng Danh, Bắc Sơn, Quang Trung, xã Điển Công và Thượng Yên Công. Trên cơ sở đó, thành phố Uông Bí đã đưa ra kiến nghị các hạng mục cần xây dựng và sửa chữa, trong đó tập trung vào xây dựng hệ thống rãnh thoát nước, xây kè chống sạt lở, nạo vét hệ thống lòng suối, sửa chữa duy tu các tuyến đường, đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển than, tiếp tục nâng cấp các đập tràn và xây dựng một số công trình phục vụ dân sinh, an sinh xã hội trên địa bàn. Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh khẳng định, về phía ngành than sẽ có sự phối hợp kịp thời với địa phương trong việc đầu tư kinh phí xây dựng, sửa chữa và nâng cấp các hạng mục công trình, đảm bảo an toàn giao thông, tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường tại các tuyến đường chuyên dùng. Cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố để hoàn thiện, sửa chữa các hạng mục công trình hư tổn do vận chuyển than trong thời gian sớm nhất. Đồng chí mong muốn trong quá trình thi công, địa phương sẽ có những hỗ trợ phối hợp kịp thời để các hạng mục công trình nhanh chóng được hoàn thiện và đạt hiệu quả cao nhất. Về phía thành phố, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Anh Tú đánh giá cao sự phối hợp kịp thời và hiệu quả của ngành than đối với các hoạt động nâng cấp sửa chữa các hạng mục công trình đảm bảo an toàn giao thông, tiêu thoát nước, vệ sinh môi trường và phục vụ dân sinh trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các phòng ban ngành xã phường trên địa bàn tiếp tục phối hợp tốt với các đơn vị ngành than để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đã kiến nghị nêu trên, từ đó góp phần đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an sinh xã hội tại địa bàn.